Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Hôm nay thì có một bạn gửi đến cho mình thì bạn có giới thiệu là như thế này. Đó là bạn kêu là bạn ấy không có nạc gói pha lê nhưng mà hiện tại vẫn đang top 5 KPI của trại nha anh em. Của trại chứ không phải của cả kỳ KVK đâu. Thì mình ấn vào cái chỗ này thì mình thấy là bạn đã tiêu diệt được là 27 triệu lính này. Và tiêu pha lê là cũng mới tiêu có 30 triệu pha lê nha anh em. Và hiện tại là còn 22 ngày nữa là hết KVK. Như vậy là tiêu cực kỳ ít. Thì chúng ta sẽ cùng xem là phía bên trong cái nick quân mũ rơm này có cái gì nhá. Trước hết thì ở ngoài mình thấy là bạn đang xài một cái nhà thiên đỉnh. Đây là cái nhà tấn công tất cả đội quân 15%. Đó, VIP thì nick này mới VIP 16 thôi và đang nhập liên tục là 1154 ngày. Đó, avatar thì có hình avatar một con vẹt lỏ nha các bạn. Sức mạnh hiện tại là 74 triệu pound với điểm tiêu diệt là 2 tỷ 9. ID thì cũng không phải là quá cũ quá mới, ID đầu 9 rồi các bạn. Tham gia KVK, tham gia 4 lần thì bạn được một cái hồng đồ này. Tiêu diệt nhiều nhất là 31 triệu lính nha. Hy sinh nhiều nhất là 1.3 triệu và chữa lành nhiều nhất là 21.8 triệu. Trước rương của thần Osiris thì bạn cũng thắng được là 53 trên 76 trận. Và rank Olympia thì hiện tại đang là bạch kim hoa lệ 2 nhá. Về phần thông tin thêm thì sức mạnh tối đa bạn từng đạt được là 92 triệu này. Chết là 11.8 triệu. Thu hợp tài nguyên là 13 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên là 18 tỷ 8 nha anh em. Mình thấy là chỉ số nói chung là thu thập tài nguyên khá là thấp. Thì ở ngoài nếu mà anh em để ý thì bạn cũng có tới là 383.000 game. Như vậy là nick này cũng là một nick đào game rất là dữ nha anh em. Nó không nạp gói pha lê thì chắc chắn là phải đào game nhiều rồi. Đấy, tài nguyên ở ngoài thì mình thấy là bạn cũng có khá là nhiều. Đâu đấy bạn vẫn còn tầm hơn 7 tỷ tài nguyên. Đây là về chi tiết đội quân thì bạn có 2 triệu 2 lính với hơn 1 triệu lính bộ T5 này, 409.000 lính kỵ T5 này với gần 400.000 cung T5, lính T4 và xe T1 của bạn ấy cũng rất là ít nha anh em. Kiểm tra một chút về cái chỗ chết lính đi để xem bạn chết những đơn vị lính gì. Đây hiện tại là chết 1.3 triệu. Thì ở đây các bạn cũng có thể thấy là bạn chết lính rất là tốt. Mặc dù cái nick này nếu mà nói về cái độ khủng thì không phải là quá khủng, spa cũng khá là bình thường. Nhưng mà bạn chết lính mình đánh giá là tốt, đấy chết rất là nhiều lính T5. Ok, mình sẽ xem một chút về số skin nhà bạn đang sở hữu. Ở giao diện thành phố thì mình thấy là trang trí cũng khá là đẹp này. Thiếu gạch rất vàng nhưng mà nhìn chung thì trang trí là đẹp. Đấy, bây giờ thì anh em copy thành phố rồi nên là cái trang trí thì cũng gọi là cũng không phải là các ông quá hoa tay nữa. Chỉ cần lên copy là xong thôi. Nên là chúng ta cứ xem cho biết vậy. Đây là về skin nhà thì bạn có tới 2 nhà thiên đỉnh. Một nhà phòng thủ bộ 15% và một nhà tấn công tất cả đội quân 12%. Cũng khá là ghê ấy chứ nhở. Đây là về chỉ huy nha anh em. Chỉ huy thì mình thấy là tướng của bạn ấy mắc cũng nói chung là cũng ổn so với mức 1.000 ngày. Thì đầu tiên là bạn có con William Wallace, 8 món đồ cam, nổ talent được vũ khí này, quần này, tay này với một cái sừng thịnh nộ nha anh em, 4 món talent. Đấy, full set cộng 1. Về vũ trang thì chúng ta có một set đội hình vòm. Wow. Chỉ số khá là cao. Chỉ số ở đây chúng ta có là hơn 29% chỉ số bộ rồi. Có minh văn huyền thoại luôn với hai cái minh văn thường. Một cái dòng phòng thủ quân bao vây. Nhưng mà nhìn chung là một set vũ trang mình nghĩ là đẹp. Tiếp đó chúng ta có là SCPO. Thì hiện tại bạn cũng có là 8 món cam nha. Vũ khí và nón KVK Ngọc Trinh này. Hai phụ kiện thì bạn quyết định dùng là nhẫn tận thế với sừng thịnh nộ nha anh em. Về vũ trang chúng ta có thêm một cái minh văn huyền thoại, hai cái minh văn thường và ba dòng bộ binh. Ba dòng bộ binh ở đây thì được hơn 27% chỉ số bộ, cũng khá là tốt. Nhìn chung thì cái nick này mình sẽ nhận xét với cương vị của một nick gọi là nạp ít thôi. Bạn ấy tuy là không còn đầu Mina nhưng mà không nạp cả gói pha lê thì cũng là thuộc cái dạng gọi là nạp rất là ít đấy. Ở đây chúng ta tiếp tục có 7 món cam, cũng Ngọc Trinh luôn, không có cái gì. Phụ kiện thì chúng ta có một cái nhẫn với cái còn lại là cái mưu kế cổ xưa tăng quân. Ở đây là về vũ trang, chúng ta có 4 cái vũ trang cam. Chỉ số kỵ binh thì mình thấy là cũng khá là cao, cũng được hơn 22% chỉ số kỵ rồi với 4 cái minh văn thường thôi. Tiếp đó chúng ta có là quan vũ cũng 7 món đồ cam, một cái nón có talent. Ở đây chúng ta có full một set bộ binh. Full set bộ binh thì được thêm là phòng thủ đội quân 3% này, tốc độ hành quân 10% với tấn công đội quân là 5%. Ok, hai cái phụ kiện thì dùng dao găm, ô này còn chưa có phụ kiện luôn. Về vũ trang quan vũ thì chúng ta có một minh văn hiếm là gom lửa, hai cái minh văn thường với ba dòng bộ binh thì mình thấy là được 18% chỉ số bộ, thì cũng ở mức là cũng khá là thấp. Tiếp đó chúng ta có Doan. Doan thì không có mặc đồ nha. Hiện tại thì mình thấy là bạn ấy có được tính ra là 4 set đồ đấy. Có Lưu Triệt là bạn cũng đã mắc này. Gia Cát Lượng thì 5552. Đang có sử dụng bí vật để đổi sang bộ binh. Đây là về chỉ số kéo man thì bạn ấy kéo cũng khá là ít, 604 triệu.
Tarik bạn cũng mắc này. Nick này mắc Tarik thì chắc là bạn dùng để đánh đồng thôi. Tarik thì bạn ăn được tới là 620 tượng Tarik. Wow. Ăn rất nhiều tượng MGE nha. Đây Sargon này. Mắc skill luôn. Đấy, Gogo bạn cũng mắc. Gogo thì ở đây bạn ăn được là 170 tượng. Ok, nick này ăn được MGE khá là tốt. Có Tào Tháo là 5554, Hera là 5552. Hera kéo man 2 tỷ này, tốt này. Về tượng thì cũng ăn được tới là 408 tượng Hera. Đấy, bạn này ăn được rất nhiều MGE nha. Mặc dù là một nick không đầu tư quá nhiều. AZ xong Z thì bạn cũng tiêu diệt người dã man là 2 tỷ 5 này. Tiếp đó chúng ta có Sơn Đế Ốc mắc, Alex bạn cũng mắc luôn. Đấy, nếu mà nói về tướng thì tầm 1000 ngày thì anh em nghĩ tướng như này là nhiều hay ít? Mình thì mình thấy cũng gọi là bình thường. Tôi có cảm giác là còn hơi ít. Với kể cả số tướng với số đồ, mình sẽ xem thử một số đội quân trên Open Field. Thì ở đây bạn có đạo đầu tiên là William Lưu Triệt, bạn đang cho ra ngoài rồi. Đạo thứ hai là SC Tarik này, đạo thứ ba Quan Vũ Sargon, đạo thứ tư là Nepki Doan và đạo thứ năm là Gia Cát Lượng kết hợp với Di Song Di. Gia Cát Lượng ở đây thì bạn ấy cũng có ba cái đồ cung và không phải ba đồ các bạn, mà đây có một cái là cái bí vật nha anh em. Ok, như vậy là tính ra bạn này bạn đánh được 4 đạo. Mình sẽ xem một chút về túi đạo cụ. Thì túi đạo cụ đây, điểm VIP là mình thấy hết này, game cũng hết luôn. Đấy, túi tài nguyên trong người thì ok, túi tài nguyên trong người thì mình thấy là cũng nhiều. Tất cả các loại túi tài nguyên là còn khá là nhiều. Đây là tăng tốc. Tăng tốc chữa thương cũng còn rất nhiều anh em, tốc chữa thương này cực kỳ nhiều ấy. 28.000 cái 5 phút này, 713 cái 60 phút. Tăng tốc 60 phút cũng nhiều, hơn 10.000 cái. Tăng tốc 3 giờ là 3.000 cái. Bạn này thậm chí bạn có ăn được hai cái thiên đỉnh mà vẫn còn dư rất là nhiều tăng tốc nha anh em. Đây là một tăng mạnh. Tăng mạnh thì có 31 cái mở rộng đội quân 50% này. Tăng công, tăng thủ 10 là không có nhá. Thiết bị. Thiết bị thì ở đây vật liệu có 141 vật liệu tím, 11 vật liệu cam. Về số đồ cam thì bạn cũng đúc là hai cái búa KVK, nó nổ được một cái, khá là may mắn. Hai nón KVK Ngọc Trinh. Đấy, tổng số đồ cam thì chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 là 30, cộng với hai món nữa là 32. Cái món này thì mình sẽ không tính, do là bí vật cho free. Đấy, phụ kiện thì mình thấy cũng gọi là 6 món, nổ ta lần được một cái sừng. Ok, nói chung là một nick 4 đạo. Tôi nghĩ là cũng gọi là mức ổn. Đấy, bán đánh KPI mà top 5 chạy cũng không biết là cụm gì. Đấy, mình hiện tại mình thấy là Kingdom hình như là 2522 thì phải. Cũng là một Kingdom ship thấp thôi. Đây là mục khác. Đấy, bạn có 68 cái vé bay. Bình AP. Bình AP bạn vẫn còn khá là nhiều. AP chỗ này chắc phải lên đến con số tầm 500.000 AP có khi hơn đấy. Chọc vàng là đã hết nha. Còn có 29 chọc thôi. Rồi như vậy là mình đã xem hết trong cái tướng cũng như là cái mục hòm đồ của bạn đấy. Thì mình sẽ xem một chút về cái map KVK. Thì cái map của anh bạn ấy đang ở zone này là zone nào đây? Tôi chưa nhìn ra zone nào, thì ở zone 5 các bạn. Hiện tại là Kingland là chưa mở này. Kingland chưa mở. Ở bên này là hình như đang đánh nhau. Bên này đang đánh nhau. Map này là map, mình không nhớ là map gì anh em. Binh vô thường thế nha các bạn. Ok. Thì hiện tại bên này vẫn chưa mở Kingland, nhưng mà thấy là bạn ấy cũng bên bạn ấy cũng tràn lên khá là ghê. Bên này có cả W678 à. Cụm này mình không nhớ là gần đây mình có review nick nào chưa. Xem qua một chút về cái bảng xếp hạng đi. Chúng ta có xếp hạng này, sức mạnh liên minh. Đấy, top 1 là 8.8 tỷ, top 2 8.4 tỷ. À nói đến đây ấy thì hôm qua mình có xem một cái nick ở cái cụm mà có 2296 ấy. Mình thấy là không có liên minh nào trên 10 tỷ pao cả. Thì tôi đánh giá là một cụm cũng ship thấp thôi. Nhưng mà có nhiều anh em bảo cụm đấy thì lại là seed cao, ở seed A. Thế tôi không biết là bây giờ là có phải là do seed A pao nó thấp quá không. Ở đây chúng ta có là liên minh là 2522 của bạn đấy này, là chỉ có 5.4 tỷ pao thôi. Đang top 9 nha anh em. Mình thì nói thật với các bạn là tôi mà nghĩ là cái cụm KVK nào mà ở nguyên cái top liên minh ấy không có liên minh ở trên 10 tỷ thì chắc cùng lắm mình chỉ gọi là seed B thôi. Chứ mà seed A mà không có liên minh ở trên 10 tỷ thì nghe nó cứ kiểu yếu yếu ấy. Còn đây chúng ta có điểm tiêu diệt. Điểm tiêu diệt thì cụm này rất là thấp. Mà bây giờ thực ra ghép KVK ấy, người ta ghép cũng dựa vào điểm tiêu diệt là nhiều. Chứ thấy pao nhiều khi nó không quan trọng mấy. Pao tương đối thôi. Bây giờ cái cụm này là toàn mấy liên minh tầm trên dưới 100 tỷ điểm tiêu diệt này. Kingdom của bạn đấy là 2522, hiện tại là 7.6 tỷ nha. Bảo sao cũng ăn được nhiều MGE thế. Sức mạnh cá nhân thì chúng ta có một nick top 1 167 triệu, top 2 1070 138 triệu, và top 3 137 triệu nha. Cụm này là cụm seed cực kỳ thấp đấy. Cụm này mà nói seed thấp mà anh em không chịu nữa thì tôi cũng bó tay đấy. Về kỹ năng cá nhân thì chúng ta tiếp tục có top 1 là 11 tỷ 5 nha. Top 2 10 tỷ. Top 3 là 8 tỷ 8. Ok. Top 4 là một nick là VN Importer. K
Kingdom 1676 tiêu diệt 8 tỷ năm. Đấy, cụm này thì kill point khá là thấp. Nói chung là kill point thấp như thế này thì cũng là lý do là bạn ấy nạp gọi là ít tiền, nhưng mà bạn ấy vẫn vẫn có thể gọi là ăn được cái thứ hạng cao ở trong KVK. Ở đây mình sẽ xem một chút về gói nạp đi. Nick này thì tôi cũng không chắc là bạn có nạp cái gì nữa không ấy. Đây là gói pha lê mùa là không nạp này. Đó, kho cung cấp là không nạp luôn nha anh em. Ở chỗ là nick này thì bạn ấy đã mất cái đầu Mina rồi. Tuy nhiên thì bạn ấy cũng gọi là không có nạp tiền vào game mấy. Mình sẽ kiểm tra một chút về cái mục thư xem nào. Đây, thư thì bạn đào game cũng rất là nhiều nha anh em. Đó, đào game. Nói chung là chúng ta đã không nạp thì chúng ta gọi là đào game để bù lại thôi. Ok, đào game khá là nhiều. Ở mục ưa thích thì ở đây bạn có lưu một số cái top 1 như là top 1 SCPO này. 95 triệu điểm ăn top 1 con SCPO mới có luôn. Đây là top huấn luyện quân đội, không thấy ghi top mấy. Thêm một cái top 1 Taric nữa và thêm một cái top 9 thiên đỉnh sức mạnh. Thiên đỉnh sức mạnh thì bạn ấy úp là 21 triệu pao ăn được một cái nhà thiên đỉnh gần nhất. Đây là một bức pao mình nghĩ cũng hợp lý thôi. Cái cụm này thấy đua thiên đỉnh cũng khá là dễ. Top 1 có 24 triệu này mà top 10 21 triệu. Tính ra giống kiểu như ông top 10 ấy, ông mà úp lên đúng không? Ông úp lên tầm 3 triệu pao nữa ăn được thêm khá khá chọc vàng ấy. Mình nhớ top 1 thiên đỉnh hình như được tới 60 chọc vàng hay sao. Nói chung là nếu mà úp thêm 3 triệu pao mà ăn được thì úp được thì nên úp, chả tội gì không úp anh em. Đằng nào cũng lỡ là bung lên rồi. Ok, nói chung là một cái nick mình đánh giá là cũng gọi là bình thường. Tôi không nghĩ là nick này quá mạnh, tôi cũng không nghĩ là cái này quá yếu. Nhìn chung thì bạn ấy không nạp tiền mà đánh một cụm sit thấp thì như thế này thì tôi thấy cũng là hợp lý thôi. Tại vì sit thấp thì chắc cũng, số người nạp tiền nó thật là đến trên đầu ngón tay. Nhất là cụm này thì tôi thấy cũng khá là yếu đúng không? Cụm xếp hạng liên minh mà có mỗi mấy nick, mấy liên minh kill trên 100 tỷ với lại xếp hạng tiêu diệt tôi thấy cũng không cao lắm. Đấy, cụm này nói chung là chơi là vui vẻ thoải mái rồi. Anh em đánh sit thấp thì chơi mấy cụm này là quá tuyệt vời rồi. Rồi, và mình có lẽ cũng kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn anh em theo dõi hết video nha. Anh em nào có nhu cầu review account thì cứ nhắn tin cho mình thông qua link Discord mình có để ở dưới phần mô tả video. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau. Bye bye.